Hyundai Bayon 2022 ra mắt SUV hạng B hoàn toàn mới. Phân khúc SUV hạng B đang trở thành xu hướng lựa chọn chung của thị trường ô tô thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Điều này đã thúc đẩy Hyundai vừa cho ra mắt sản phẩm hoàn toàn mới mang tên Bayon 2022. Hiện tại, Hyundai cho biết chỉ sản xuất Bayon dành riêng cho thị trường châu Âu. Nếu được đón nhận mạnh mẽ, nhiều khả năng Bayon sẽ được phân phối rộng rãi tới các thị trường khác. Nếu cập bến Việt Nam, Hyundai Bayon sẽ đối đầu trực tiếp với người anh em Kona và những đối thủ khác như Ford EcoSport, Kia Sentos, Toyota Corolla Cross. Giá bán Hyundai Bayon 2022 có giá bán khởi điểm khoảng 23.500 euro, tương đương 650 triệu đồng. Hyundai Bayon 2022 có tổng cộng 9 màu ngoại thất, trong đó nổi bật nhất là màu Mangrove Green. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn mua xe hai tone màu Phantom Black. Vì sao Hyundai đặt tên Bayon cho sản phẩm mới? Theo chia sẻ của Hyundai, mẫu SUV hạng B hoàn toàn mới được thiết kế dành riêng cho người dùng ở lục địa già. Do đó, cái tên Bayon được lấy cảm hứng từ thành phố Bayon ở tây nam nước Pháp. Ngoại thất trẻ trung, thể thao. Được biết, Hyundai Bayon 2022 được thiết kế dựa trên nền tảng chiếc hatchback cỡ nhỏ i10. Mẫu SUV hạng B này có kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.180 rộng 1.775 cao 1.490 mm. Tương tự như các dòng sản phẩm mới của Hyundai, Bayern 2022 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensor U Sportiness thể thao gợi cảm, đồng thời kế thừa tinh hoa thiết kế mới nhất trong gia đình SUV, không quá phô trương nhưng vẫn thể hiện rõ sự trau chuốt, tỉ mỉ và vô cùng khỏe khoắn. Nắm giữ linh hồn ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt hình thang sơn đen có thiết kế giàn trải hai bên mang đến cái nhìn hầm hố. Bên trong là cấu trúc dạng mắt xích tạo cảm giác khỏe khoắn cho phần đầu xe. Tương tự các mẫu xe đời mới của Hyundai, Bayern 2022 cũng có thiết kế đèn LED ban ngày dạng mắt hí, cụm đèn trước full LED được bố trí nằm phía dưới có kiểu dáng boomerang độc đáo. Sang đến phần hông, Bayern 2022 toát lên vẻ thể thao với nóc xe sơn đen và vuốt thấp dần về sau mang phong cách cúp. Những đường gân dập nổi ở hông xe cũng có thiết kế táo bạo. Dàn chân khá đa dạng về kích thước từ 15, 16 và 17 inch có cấu trúc hình phi tiêu độc lạ. Bayern 2022 bắt kịp xu hướng hiện đại ngày nay khi đèn hậu dạng boomerang nối liền với nhau bằng giải đèn led ngang thanh mảnh. Qua đó tạo nên tổng thể đèn hậu hình chữ H phía trên là cánh lướt gió sơn đen thể thao, góp phần cải thiện tính khí động học, nội thất ngập tràn công nghệ. Ấn tượng đầu tiên khi khám phá khoang nội thất chính là hệ thống đèn LED được bố trí khắp xe, bao gồm khu vực để chân, cửa sổ trời, khu vực tay nắm cửa, cửa sổ trời, học chứa đầu bên dưới bàn điều khiển trung tâm. Nếu đã từng xem qua không gian nội thất của mẫu xe i20, khách hàng sẽ cảm thấy sự tương đồng với Bayern 2022. Những khách hàng yêu thích công nghệ sẽ nhanh chóng bị chinh phục trước bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí cùng kích thước có bố trí gần như liền mạch trông rất ấn tượng. Trong khi đó, vô lăng của Bayern 2022 khiến khách hàng dễ liên tưởng đến những chiếc Audi với kiểu dáng bôn chấu, tích hợp chung với tay lái là phím nhấn đàm thoại và hệ thống kiểm soát hành trình. Bayern 2022 có trục cơ sở dài 2.580mm, thông số vừa phải trong phân khúc giúp mang lại không gian để chân khá thoải mái, đồng thời mang đến sự thoáng đãng nhờ có cửa sổ trời. Tuy nhiên, trần xe hàng ghế sau sẽ khá thấp do thiết kế lai cúp, tiện nghi tích hợp lưu link. Màn hình giải trí cảm ứng 8 và 10,25 inch tích hợp điều hướng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây, dàn âm thanh Bose đáng chú ý nhất là hệ thống BlueLink đã được tích hợp cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ của Hyundai mới nhất là dịch vụ tích hợp lịch. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể mở khóa xe từ xe, xác định vị trí, kiểm tra lịch bảo dưỡng, mức nhiên liệu thông qua ứng dụng BlueLink. Động cơ Hyundai Bayon 2022 có hai tùy chọn chọn động cơ hút khí tự nhiên 1.2L cho công suất 84 mã lực và 172 Nm mô men xoắn. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Kế đến là bản động cơ tăng áp 1.0L sản sinh công suất 100 mã lực và 172 Newton mét mô men xoắn tương tự bản 1.2L. Đi kèm là hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, Hyundai còn cung cấp tùy chọn động cơ 1.0L kết hợp mô tô điện 48V sản sinh công suất 120 mã lực, vận hành sở hữu tính năng rave mặt trinh. Hyundai Bayon 2022 được cung cấp 3 chế độ lái gồm Eco, Nomo và Sports góp phần tối ưu trải nghiệm lái người dùng. Với lợi thế khoảng sáng gầm 183mm, Bayern 2022 có thể thích nghi với nhiều loại địa hình. Nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ khi Hyundai công bố tính năng rê mặt trinh đã có mặt trên Bayern 2022. Trước đây, tính năng này chỉ được tích hợp trên các mẫu xe hiệu suất cao của Hyundai. Rê mặt trinh giúp việc chuyển số mượt mà, thể thao hơn, an toàn đa dạng, cruise control, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ theo làn đường hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, hỗ trợ chùm tia cao, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp và rẽ ở giao lộ, cảnh báo về sự chú ý của người lái xe, cảnh báo khởi hành xe hàng đầu, cảnh báo có người ở phía sau, cảnh báo va chạm điểm mù, cảnh báo tránh va chạm giao thông phía sau. Sở hữu ngoại hình trẻ trung, thể thao cùng hàm lượng Austin khủng, Hyundai Bayon sẽ là mẫu SUV hạng B lý tưởng dành cho những khách hàng trẻ sống tại đô thị. Nếu có thể về đến Việt Nam. Hyundai Bayon chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm.